Bí ẩn nơi phong thủy tuyệt mệnh nghìn năm tại Nam Kinh. Vào một ngày năm 2006, một vụ tai nạn giao thông kỳ lạ đã xảy ra ngay trước Tử Cấm Thành ở Nam Kinh. Khi đi ngang qua con đường phía trước Tử Cấm Thành, chiếc ô tô bất ngờ lạc tay lái, lao vào lề đường, đâm thẳng vào bức tượng sư tử trước cửa Tử Cấm Thành. Toàn bộ hiện trường vụ tai nạn vô cùng khủng khiếp. Phần động cơ phía trước bị hư hỏng và biến dạng. Túi khí đã bung ra, khiến cửa xe bị mắc kẹt. Bất luận mọi người có cố gắng thế nào cũng không thể mở ra. Khi cảnh sát và đội cứu hỏa đến hiện trường phá vỡ cửa xe, thì người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã tử vong. Cơ quan chức năng ngay lập tức bắt tay vào điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Và kết quả khiến người ta giật mình sửng sốt. Bởi vì con đường tại hiện trường vụ tai nạn rất rộng, đèn đường hai bên cũng rất sáng. Khoảng cách từ mép đường đến phía trước Tử Cấm Thành vẫn cao hơn 10cm. Phán đoán từ quỹ đạo lái của chiếc xe không có dấu vết phanh gấp, có vẻ như tài xế đã cố tình lái xe của mình đâm vào bức tượng sư tử đá. Trước tình huống này, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ người lái xe đã say rượu. Nhưng khi tìm ra tài xế và tiến hành đo nồng độ cồn, họ phát hiện ngày hôm đó ông không uống rượu. Lời khai của tài xế càng đáng ngạc nhiên hơn. Theo mô tả, ông ấy điều khiển chiếc xe trên đường trước cửa Tử Cấm Thành thì vô lăng của ô tô bất ngờ quay mất kiểm soát, phanh cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân. Nhìn thấy ô tô sắp đâm vào bức tượng sư tử, tài xế vội vàng nhảy ra khỏi xe, nhưng người bạn ngồi ở ghế phụ thì không kịp phản ứng. Điều kỳ quái hơn nữa là dù chiếc xe bị va chạm mạnh, nhưng bức tượng sư tử đá bị đâm vào lại không hề bị hư hại gì, thậm chí không có một vết xước. Và những vụ tai nạn ô tô kỳ lạ như thế này quanh Tử Cấm Thành không phải là ngẫu nhiên mà là xảy ra thường xuyên. Điều này khiến người ta liên tưởng đến tam giác quỷ Bermuda nằm ở Đại Tây Dương. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng nghe nói đến một số hiện tượng siêu nhiên mà con người không thể giải thích được bằng các phương tiện khoa học và công nghệ, hiện vẫn thường xảy ra ở khu vực này. Vì vậy, nhắc đến tam giác quỷ Bermuda, người ta lập tức nghĩ ngay đến những sự việc kỳ lạ. Tuy nhiên, ít ai biết có một nơi tại Nam Kinh, Trung Quốc cũng tràn ngập những điều kỳ quái như vậy, thậm chí còn được gọi là Bermuda của Nam Kinh. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Tử Cấm Thành nhà Minh kỳ dị. Năm 2007, một người đàn ông họ Trần, tổng biên tập tại tòa soạn ở Nam Kinh, cũng gặp phải một vụ tai nạn giao thông ô tô kỳ lạ khi đi ngang qua Tử Cấm Thành trên đường đi làm về. Theo mô tả của ông Trần, khi ông lái xe ra khỏi cửa Tân Nhai thuộc Nam Kinh, phía trước có một taxi nên ông đi theo sau taxi. Lúc sắp đến giao lộ thì đèn tín hiệu giao thông đang là màu xanh. Tài xế phía trước phát hiện là đèn xanh, cũng thuận lợi qua đường. Ông vẫn bám sát phía sau. Lúc này ông lại nhìn lại đèn giao thông, thấy vẫn đang là màu xanh nên yên tâm lái xe đi về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, ông đột nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn và sau đó vang lại một tiếng ầm. Ông cảm thấy xe mình bị va chạm nên giật mình một lúc rồi xuống xe kiểm tra, thì phát hiện xe mình đã va chạm với một xe khác. Điều khiến ông ấy khó hiểu là giao lộ mà ông nhìn thấy trước đó rõ ràng là giao lộ chữ T nên chỉ có bên trái đường. Nhưng lúc đó giao lộ trước mắt lại biến thành ngã tư đường. Chiếc xe va chạm với ông cũng đột ngột rẽ từ ngã tư bên phải, và tài xế bên kia liên tục trách mắng ông Trần vừa mới vượt đèn đỏ. Nói cách khác, đèn giao thông mà ông Trần vừa nhìn thấy đáng lẽ phải là đèn đỏ. Đối mặt với vụ tai nạn ô tô kỳ quái này, ông vẫn cảm thấy khó chấp nhận, vì đây là con đường duy nhất mà hàng ngày ông đều về nhà khi tan sở. Theo lý mà nói, bản thân ông dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể xem ngã tư thành giao lộ chữ T được. Tai nạn xe buýt kỳ lạ. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, chiếc xe buýt số 55 đang chạy về phía đông Tử Cấm Thành thì bất ngờ đâm vào một cây ngô đồng bên đường mà không rõ nguyên nhân, khiến toàn bộ thân xe bị hư hỏng nặng. Người tài xế lái chuyến xe buýt này đã có kinh nghiệm hơn chục năm. Theo mô tả của tài xế xe buýt, ông nhìn thấy một chiếc xe chạy rất nhanh bên cạnh, sắp vượt qua mình, nên vô thức né tránh. Tuy nhiên sau khi va chạm, tài xế phát hiện xung quanh hoàn toàn không có chiếc xe nào. Trước đó tại lối vào phía nam của Tử Cấm Thành,
cũng xảy ra sự cố hai xe buýt số 17 gặp tai nạn tại cùng một địa điểm chỉ trong một ngày. Cả hai tài xế đều là những người lái xe có kinh nghiệm và nguyên nhân gây ra vụ tai nạn cũng đều giống nhau. Không phải tránh người đi đường thì cũng là tránh chiếc xe khác. Nhưng sự thật cho thấy họ dường như đã bị ảo giác trước khi xảy ra tai nạn. Bởi vì lúc đó đường xá vô cùng trống trải, không có một chiếc xe khác hay người đi bộ nào. Chính vì thường xuyên xảy ra những sự kiện khó hiểu và kỳ lạ như vậy, khu vực xung quanh Tử Cấm Thành nhà Minh ở Nam Kinh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Thậm chí họ còn gọi nơi đây là Bermuda của Nam Kinh. Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao khu vực xung quanh Tử Cấm Thành lại quỷ dị đến vậy? Bởi vì nơi đây được Chu Nguyên Chương xây dựng khi ông thành lập nhà Minh. Theo lý mà nói, nơi hoàng đế ở phải là bảo vật phong thủy được lựa chọn cẩn thận. Sao có thể trở nên kỳ lạ như vậy? Liên quan đến vấn đề này, có một truyền thuyết được lan truyền rằng tất cả những điều bất thường trên thực chất có liên quan đến Chu Nguyên Chương, chủ nhân đầu tiên của Tử Cấm Thành nhà Minh. Cung điện bị nguyền rủa. Truyền thuyết kể rằng vào năm 1366 sau Công Nguyên, Chu Nguyên Chương đã nhờ Lưu Bá Ôn, người tinh thông thuật Kham Dư, chủ trì việc xây dựng kinh đô nhà Minh. Lưu Bá Ôn đã chọn vùng đất Nam Kinh. Ông tự tin rằng đây là một báu vật phong thủy vô cùng tốt. Nhìn từ trên cao, Tử Kim Sơn trên thành phố Nam Kinh là nơi Đại Long chiếm giữ, mà phần đầu con rồng lớn này chính là Hồ Yến Tước. Cuối cùng, Chu Nguyên Chương đã tiếp nhận ý kiến của Lưu Bá Ôn, quyết định xây dựng cung điện của mình trên đỉnh đầu rồng. Đồng thời, chiêu mộ 200.000 dân phu bắt đầu khởi công. Tuy nhiên, trong lúc san lấp Hồ Yến Tước đã gặp phải một điều kỳ lạ. Cái hồ tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể lấp đầy. Dù cho sử dụng cả ba ngọn đồi cũng không đủ đất đá. May mắn lúc đó Chu Nguyên Chương nghe nói trong dân gian có một người tên là Điền Đức Mãn. Cái tên này có nghĩa là lấp đầy, liền hạ lệnh phong người tên Điền Đức Mãn này làm thần sông. Sau đó trực tiếp hiến tế ông ấy vào Hồ Yến Tước. Kỳ lạ thay, kể từ khi Điền Đức Mãn bị chìm xuống Hồ Yến Tước thì hồ nhỏ đã nhanh chóng được lấp đầy. Tử Cấm Thành nhà Minh vì thế cũng được xây dựng thành công. Tương truyền Hoàng đế Chu Nguyên Chương là người vô cùng đa nghi. Vì vậy sau khi lên ngôi Hoàng đế và rời kinh đô đến Tử Cấm Thành, ông đã bắt đầu những cuộc thanh trừng đẫm máu, thảm sát rất nhiều người. Để củng cố giang sơn của mình, Chu Nguyên Chương tàn sát công thần khai quốc. Chỉ riêng số người bị hại trong vụ Hồ Duy Dung và Lam Ngọc đã lên tới 100.000 người. Vì vậy nhiều người cho rằng những vụ thảm sát đẫm máu của Chu Nguyên Chương đã phá hủy phong thủy tốt ban đầu của Tử Cấm Thành. Oan hồn của các phi tần, cung nữ và đại thần vẫn chưa hề tan biến, luôn quanh quẩn quanh Tử Cấm Thành nên mới dẫn đến những sự việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra tại đây. Ngoài ra còn một số điểm thú vị, đó chính là sự bí ẩn của Nam Kinh không chỉ giới hạn ở Tử Cấm Thành mà là toàn bộ thành phố Nam Kinh. Lời nguyền thiên niên kỷ của Nam Kinh. Nam Kinh luôn được biết đến là cố đô của 6 triều đại, bao gồm Đông Ngô, Đông Tấn, Nam Triều, Nam Đường, Minh, Thái Bình Thiên Quốc và đến cả Trung Hoa Dân Quốc sau này cũng đóng đô ở Nam Kinh. Tuy nhiên, mỗi triều đại đều không tồn tại được lâu, trong đó triều đại Đông Tấn dài nhất chỉ tồn tại được 103 năm. Các triều đại khác thì không quá 60 năm. Vì vậy, Nam Kinh cũng được cho là thủ đô đoản mệnh nhất. Nhưng điều này dường như không phù hợp với thân phận là vị trí của Long Mạch, ai ai cũng biết. Liệu chuyện gì đang xảy ra tại báu vật phong thủy này? Từng có người cho rằng Long Mạch ở Nam Kinh thực chất là chưa hoàn thiện. Đó là lý do tại sao các triều đại đóng đô ở đây tồn tại trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi. Truyền thuyết kể rằng vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Nam Kinh lần lượt bị Ngô, Việt và Sở chiếm đóng. Cuối cùng Việt quốc diệt Ngô, Sở quốc lại chinh phục Việt. Khi Sở Vương chiếm được Nam Kinh, từng đóng quân bên bờ Sư Tử Sơn. Một lần Sở Vương leo lên Sư Tử Sơn ngắm nhìn giang sơn của mình, lại cảm thấy nơi đây vương khí quá thịnh, dễ sinh ra nhiều vị đế vương. Vậy là để ngăn chặn việc xuất hiện thêm một đối thủ trong tương lai, Sở Vương bèn nghe theo lời Phương Sĩ, lấy vàng đúc thành một người nhỏ và mai táng ở vùng nông thôn phía đông Sư Tử Sơn để trấn áp vương khí, và gọi lăng tẩm của người vàng này là Kim Lăng. Cùng lúc đó, ông cũng xây dựng một thành ấp tên là ấp Kim Lăng trên núi đá. Tên cũ Kim Lăng của Nam Kinh là bắt nguồn từ đó.
hơn 100 năm sau, khi Sở Vương Chôn Vàng đã cắt đứt long mạch Nam Kinh. Một chiến binh vô song khác là Tần Thủy Hoàng cũng từng cắt đứt long khí tại nơi này. Truyền thuyết kể rằng, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc, lập nên nhà Tần, vào một đêm, ông đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ ở chân trời phía nam trong cung điện. Lúc này, một pháp sư bên cạnh Tần Thủy Hoàng có nói với ông rằng đây là một loại khí thiên tử. Nếu khí thiên tử nơi này ngưng tụ lại cùng nhau, một vị hoàng đế chắc chắn sẽ xuất hiện và lật đổ nhà Tần trong vòng 20 năm tới. Để củng cố quyền lực của mình, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho các pháp sư tìm cách loại bỏ khí thiên tử đó. Theo lời đề nghị của pháp sư, Tần Thủy Hoàng ra lệnh cho người đào núi kim tử chôn vàng, bạc và ngọc xuống đất, xuyên qua Phương Sơn. Đổi dòng chảy của sông Hoài đi qua Kim Lăng, thông vào sông Trường Giang, đồng thời đổi tên Kim Lăng thành Mạt Lăng. Lấy hành động thứ hai này đã chính thức phá hủy long mạch Nam Kinh, khiến cho long mạch Nam Kinh chưa hoàn chỉnh, dẫn đến tất cả triều đại thiết lập quyền lực chính trị ở đây đều không thể tồn tại lâu dài. Thực tế trên thế giới có rất nhiều sự kiện kỳ lạ, khó giải thích bằng những phương pháp khoa học hiện đại. Nếu con người cứ nhất quyết muốn tìm ra lời giải thích hợp lý cho những điều kỳ lạ, thì có thể sẽ gặp rắc rối. Tốt hơn hết, hãy để cho mọi việc diễn ra một cách tự nhiên. Khi đối mặt với những hiện tượng lạ, tốt nhất chúng ta chỉ cần giữ một trái tim kính nể. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.